cho cuộc đời ươm mầm xanh, cho tình yêu đất nước. Vì đàn em những tháng ngày ta luôn trên cần luyện rèn hàng say, nâng từng bước từng trang học trò đêm mùa xuân. Làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Do
đoàn đại biểu Bệnh viện Đa khoa Nam Sách do Nguyễn Văn Nam, giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đoàn đại biểu trường Trung học phổ thông Nam Sách do ông Trịnh Xuân Trường, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường đến tặng hoa chúc mừng. Đoàn đại biểu ban quản lý di tích đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi do ông Mạc Song Chính, phó ban quản lý di tích làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Đoàn đại biểu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Nam Sách đến chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đoàn đại biểu các trường trung học phổ thông huyện Bình Giang, ông Võ Tuấn Xuân Hiền, hiệu trưởng nhà trường, làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng. Xin nhiệt liệt chào mừng. Trường Trung học cơ sở huyện Nam Sách, trường Trung học cơ sở An Bình, trường học cơ sở Quốc Tuấn, trường học cơ sở Hiệp Cát, trường học cơ sở Nam Chính, trường học cơ sở Nam Hưng, trường học cơ sở Hợp Tiến, trường học cơ sở Mạc Thị Bưởi, do bà Nguyễn Thị Lý, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nam Chính làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Đoàn đại biểu các trường trung học phổ thông huyện Tứ Kỳ do Phạm Thế Ngôn, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Cầu Xe làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng giáo viên trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi do thầy Nguyễn Lê Tử, nguyên hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng. Đoàn đại biểu các trường trung học phổ thông huyện Thanh Miện do ông Lê Văn Lục, hiệu trưởng trường trung học phổ thông huyện Thanh Miện làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Đoàn đại biểu trường trung học phổ thông Phan Bội Châu do thầy Nguyễn Tiến Ngọc, hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đoàn đại biểu phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Sách do ông Vũ Quang Hoàng, trưởng phòng giáo dục làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Đoàn đại biểu kỳ học sinh khóa 1 năm 1979 đến năm 1982. Đoàn đại biểu bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách do ông Lê Huy, giám đốc bảo hiểm làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đoàn đại biểu tập thể học sinh lớp 12G khóa 2013-2016 do ông Trần Đình Long, lớp trưởng làm trưởng đoàn, thể lớp 12B khóa 1994-1997 do ông Mạc Văn Từ, lớp trưởng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu tập thể lớp 12C, 12D khóa 1986-1989 do ông Mạc Quốc Đông, lớp trưởng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu hội cựu sinh lớp 12A khóa 1985-1988. Đoàn đại biểu tập thể lớp A1 khóá 1999-2002 do Nguyễn Văn Mẫn, lớp trưởng làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nam Sách đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ông Vũ Đức Trọng, cựu sinh khóa 1981-1984, giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Đoàn đại biểu hội cựu học sinh hiện là giáo viên đang công tác tại trường mầm non Thanh Quang và ban giám hiệu trường và ban giám hiệu của nhà trường do bà Nguyễn Thị Hoàn, hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng. Chào
đoàn đại biểu các trường Trung học phổ thông Ninh Giang, Trung học phổ thông Quang Trung, Trung học phổ thông Khúc Thừa Dụ do thầy Trịnh Hùng Hiệu, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ninh Giang làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng. Đoàn đại biểu trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi do ông Bùi Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi làm trưởng đoàn. Một lần nữa ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu trường Trung học phổ thông chuyên. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các trường Trung học cơ sở Thanh Quang, trường Tiểu học Thanh Quang do ông Nguyễn Văn Trương, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân làm trưởng đoàn. Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Sách do ông Đinh Văn Trịnh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu các trường Trung học phổ thông Hồng Quang, Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Trung học phổ thông Nguyễn Du, Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm của thành phố Hải Dương do ông Hoàng Chí Thanh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng. Xin nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu các trường Trung học phổ thông huyện Thanh Hà do ông Hoàng Văn Duật, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thanh Bình làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu phòng khám đa khoa Tập Hà, thị trấn Nam Sách do ông Nguyễn Quang Tập, giám đốc bệnh viện Việt Tiệp và ông Phạm Sĩ Tiến làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Hội cha mẹ học sinh trường Trung học phổ thông Mã Đình Chi do ông Đỗ Văn Liên, hội trưởng hội cha mẹ học sinh làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đoàn đại biểu tập thể học sinh khóa 1989-1992 do ông Phạm Đình Trung làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Chào mừng đoàn đại biểu tập thể lớp 12 khóa 2013-2016 do em Vũ Thị Oanh làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ông Trần Văn Quân, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy huyện Thanh Miện, là kỳ học sinh của nhà trường khóa 1984-1987. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu hội kỳ học sinh khóa 1988-1991 do anh Trần Khoa làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đoàn đặc biệt cựu học sinh lớp 12E khóa 2012-2015 do em Nguyễn Thị Hằng làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn. Giới thiệu đoàn đại biểu Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Dạy nghề Nam Sách do ông Nguyễn Viết Chi, giám đốc trung tâm làm trưởng. Trung học phổ thông huyện Kinh Môn do ông Nguyễn Văn Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nhị Chiểu làm trưởng đoàn. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Ban Liên lạc 1985-1988 do ông Nguyễn Danh Chiến, trưởng Ban Liên lạc làm trưởng đoàn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu kỳ học sinh tập thể lớp 12A khóa 2010-2013 do em Hoàng Văn Úy, lớp trưởng làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng. Xin nhiệt liệt chào mừng.
trọng giới thiệu đoàn đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đến chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Hội Cựu học sinh tập thể lớp 12A khóa 2010-2013 đem Hoàng Văn Úy lớp trưởng làm trưởng đoàn. Do bà Nguyễn Thị Doãn làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Lớp 12A khóa 1991-1994, do Nguyễn Mạnh Thắng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nam Hưng làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhật. Đoàn đại biểu cựu học sinh khu vực phía Bắc do Đỗ Văn Liên làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đoàn đại biểu công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh nước sạch Đại Sơn do Nguyễn Minh Hoàng, tổng giám đốc công ty làm trưởng đoàn. Đại biểu cựu học sinh khóa 1997-2000 do Nguyễn Đăng Xuân, bí thư huyện đoàn làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn. Đoàn đại biểu cựu học sinh lớp 12A4 khóa 2000-2003 do bà Nguyễn Thị Thu Hương lớp trưởng làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Việt Nam Toyo Denso do ông Nguyễn Phú Kiên, phòng hành chính nhân sự làm trưởng đoàn đến tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Lời đầu tiên, Minh Huệ xin thay mặt cho đội văn nghệ của nhà trường xin gửi tới quý đại biểu, quý thầy cô, các anh chị và các em học sinh lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các vị đại biểu, quý thầy cô, các anh chị và các em học sinh thân mến, với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước và tôn vinh nghề giáo, chương trình văn nghệ đặc sắc do thầy và trò trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi biểu diễn xin được phép bắt đầu. Hãy subscribe.
về thăm. Xin kính mời quý vị cùng đến với ca khúc Dạt Dào Tình Bác Yêu Thương, sáng tác Minh Tuệ do Minh Huệ thể hiện. Xuống chợ với anh.
cao quý nhất trong những ngày cao quý. Và niềm tự hào ấy đã được nhạc sĩ Hoàng Vân thể hiện trọn vẹn trong ca khúc Bài ca Người giáo viên nhân dân. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này với sự trình bày của top ca nữ. Chỉ những điều yêu của tổ quốc bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Ô mùa đêm, người vẫn say như mong đã hoàng. Trái tim em đỏ như tình yêu hoa thường duyên. Như chiếc bay vàng đắt tiền, em lên đường, cùng bay xa nhiều thế hệ. Thank you.
Tiếng trống Paranưng rộn ràng hào sảng đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón bằng công nhận đạt trường đạt chuẩn quốc gia của trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi ngày hôm nay. Một lần nữa, xin thay mặt cho đội văn nghệ kính chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý, các thầy cô, các anh chị cựu học sinh và các em học sinh. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công, rực rỡ. Và sau đây xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên điều hành buổi lễ. Ban tổ chức xin cảm ơn ca sĩ Thanh Hải, cảm ơn tập thể các thầy cô giáo và các em học sinh đã đóng góp những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong sự kiện trọng đại của nhà trường. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, đã đến giờ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón bằng công nhận trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi đạt chuẩn quốc gia. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các thế hệ học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ và hát quốc ca. Xin trân trọng cảm ơn. Kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh ngồi xuống. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, đã từ lâu ngày 20 tháng 11 trở thành điểm hẹn của cả dân tộc hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam với tấm lòng tri ân và niềm tôn kính đặc biệt. Trong ký ức sâu thẳm cũng như trong tâm thức của các thế hệ học trò, người thầy được tôn vinh là kỹ sư tâm hồn xứng đáng đứng ở vị trí thiêng liêng và gánh vác sứ mệnh trọng đại mà lịch sử giao phó. Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, bởi vì nghề dạy học sáng tạo ra những con người sáng tạo. Ngày nay có biết bao các thế hệ thầy giáo, cô giáo, những người đem tâm huyết, trí tuệ, ngọn lửa của lòng yêu nghề, không quản ngại khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Những người thầy ấy luôn được coi trọng trong bất cứ thời đại nào. Tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của dân tộc Việt Nam. Hòa chung khí thế của cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam và được sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Sách, hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2016, Trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đến dự chỉ đạo và chung vui với thầy trò nhà trường, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lương Văn Cầu, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, cùng các ông bà đại diện cho các phòng ban của tỉnh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, cùng các ông bà, lãnh đạo các phòng ban chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu huyện Nam Sách xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Bùi Văn Thăng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Sách, cùng các ông bà, lãnh đạo đại diện cho các phòng ban, các cơ quan của huyện Nam Sách, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về chung vui với thầy trò nhà trường, xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các ông bà, lãnh đạo các trường trung học phổ thông trong tỉnh, trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề, phòng giáo dục đào tạo, các trường trung học, cơ sở, tiểu học, mầm non của huyện Nam Sách, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã, ban quản lý các di tích, lãnh đạo các chỉ huy các đơn vị quân đội, bệnh viện, doanh nghiệp, công ty, cùng các phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương, Đài Phát thanh huyện Nam Sách đã về dự và đưa tin, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Thế Thủy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các thầy nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, các thầy cô là cán bộ, giáo viên nhà trường đã nghỉ hưu, các ông bà trong ban đại diện hội cha mẹ học sinh, các thế hệ cựu học sinh cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường và các em học sinh toàn trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt đón chào. Tiếp
theo chương trình. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lương Văn Cầu, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Tiến, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin chân thành cảm ơn bà Nguyễn Thị Tiến. Chương trình, thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Văn Thăng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nam Sách, thay mặt lãnh đạo huyện nhà lên tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn những bó hoa tươi thắm và những tình cảm tốt đẹp nhất mà quý vị đại biểu đã dành cho thầy và trò trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, đánh dấu một chặng đường dài mà mỗi thế hệ các thầy giáo, cô giáo đã và đang ngày đêm miệt mài đem tâm huyết và trí tuệ, lòng hăng say và sự nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nói chung và trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi nói riêng. Để ngày hôm nay, trong khí thế của tháng 11, quý vị đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo cùng các thế hệ học sinh hội tụ về đây chứng kiến những thành quả đáng tự hào mà nhà trường đã đạt được. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Trần Thế Thủy, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và báo cáo quá trình xây dựng trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi đạt chuẩn quốc gia. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ, công nhân viên nhà trường cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Trong không khí hân hoan của cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày mà toàn xã hội đem hết tấm lòng trân trọng của mình để tôn vinh công lao cao cả của các nhà giáo. Với lòng biết ơn sâu đậm và niềm tôn kính vô hạn, hôm nay chúng ta có mặt tại đây trong buổi lễ long trọng kỷ niệm lần thứ 58 Ngày Hiến chương các nhà giáo và cũng là kỷ niệm lần thứ 34 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và đón bằng công nhận trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi đạt chuẩn quốc gia. Lời đầu tiên, thay mặt cho Đảng bộ, Ban lãnh đạo nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý, các bác đại diện cho hội cha mẹ học sinh, các nhà doanh nghiệp, các thế hệ cán bộ giáo viên nhà trường, các thế hệ cựu học sinh đã tới chung vui, động viên thầy trò nhà trường. Kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Đặc biệt, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, cho phép tôi gửi tới tất cả các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ viên chức nhà trường những lời chúc mừng nồng nhiệt và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ, viên chức nhà trường cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Cách đây 59 năm, vào năm 1957, tại thủ đô Vác Xa Va, Ba Lan, Hội nghị Liên hiệp Quốc tế các công đoàn giáo dục gồm 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo. Ở Việt Nam, lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Hiến chương các nhà giáo là ngày 20 tháng 11 năm 1958 trên toàn miền Bắc nước ta. Năm 1975, đất nước thống nhất, Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo được tổ chức rộng rãi trong cả nước. Đó là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm tốt đẹp đối với ngành giáo dục và đào tạo, đối với những người làm công tác giáo dục, khẳng định những cống hiến và đóng góp của ngành giáo dục trong việc đào tạo thế hệ trẻ, củng cố lòng yêu nghề của các nhà giáo.
thể theo nguyện vọng của các nhà giáo và nhân dân, theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã ra quyết định 167 HDBT ngày 20 tháng 11, lấy ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Hàng năm, ngày 20 tháng 11, giáo giới trên thế giới vẫn kỷ niệm Ngày Quốc tế Hiến trương các nhà giáo. Còn ở nước ta, từ năm 1982, Ngày hội của giáo giới Việt Nam cũng là ngày 20 tháng 11, nhưng có tên riêng là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt cho Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các quý vị để nhà trường ngày càng phát triển hơn nữa. Những thành tích mà thầy trò nhà trường đã đạt được ngày càng tiến bộ, đây chính là bước tiến mới mở ra cho nhà trường hướng phát triển mang tính chất bền vững và chất lượng. Với sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường cùng với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, ngày 21 tháng 9 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã ra quyết định số 2582 QĐ-UBND công nhận Trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi đạt chuẩn quốc gia. Đây là niềm vinh dự tự hào đối với toàn thể thầy trò nhà trường, là dấu ấn quan trọng để đánh dấu sự vươn lên phát triển của nhà trường trên một tầm cao mới. Thay mặt cho Đảng ủy, Ban lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ, nhân viên và các em học sinh, tôi xin hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, tiếp tục phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, xứng đáng với một ngôi trường mang tên Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi, nhà trường đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Thay mặt cho Đảng ủy, Ban lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý. Kính chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong người. Chúc các em học sinh luôn luôn học giỏi, chăm ngoan. Chúc Trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi ngày càng phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, hôm nay Trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Đó là kết quả phấn đấu không ngừng của các thế hệ thầy và trò nhà trường trong nhiều năm qua, cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Kết quả này là niềm vinh dự lớn, đồng thời tạo đà cho thầy và trò nhà trường phấn đấu hơn nữa trong hoạt động dạy và học. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương công nhận Trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi đạt chuẩn quốc gia. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương số 252582 QĐ-UBND Hải Dương ngày 21 tháng 9 năm 2016 quyết định về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ thông tư số 47/2012/TT-BGDDT ngày 7 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 1175/TT-SGGDT ngày 14 tháng 9 năm 2016 quyết định
Điều 1. Công nhận trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi, huyện Nam Sách đạt chuẩn quốc gia. Điều 2. Thời hạn công nhận là 5 năm kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Sách và Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch Nguyễn Dương Thái. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, toàn thể các em học sinh thân mến. Trong những năm qua, trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của các cấp lãnh đạo. Đó là động lực giúp cho phong trào dạy và học của nhà trường ngày càng phát triển về bề rộng cũng như chiều sâu. Rất vinh dự cho thầy và trò trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi hôm nay được tiếp đón quý vị đại biểu khách quý của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo của huyện Nam Sách về dự buổi lễ trọng thể này. Sau đây, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lương Văn Cầu, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương lên trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hôm nay tôi rất vui mừng phấn khởi được về dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia của trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh nhà trường luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Chúc các thầy giáo, cô giáo luôn nhiệt huyết và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp chồng người. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh. Cách đây 37 năm, đáp ứng nguyện vọng học tập chính đáng của nhân dân các xã Hợp Tiến, Thanh Quang, v.v. Năm 1979, trường phổ thông cấp 3 Mạc Đĩnh Chi được thành lập. Sự ra đời của nhà trường đánh dấu một bước ngoặt quan trọng mang tính lịch sử cho ngôi trường, đồng thời mở ra cơ hội học tập to lớn cho học sinh Nam Sách, góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Trải qua gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã không ngừng vượt lên mọi khó khăn thử thách, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tích cao. Ở bất kỳ giai đoạn nào, nhà trường cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Với những kết quả và thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua, hôm nay nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đây là phần thưởng xứng đáng, niềm vui chung của thầy và trò nhà trường đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày lễ tôn sư trọng đạo của dân tộc. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong thời gian vừa qua. Dịp này, tôi đặc biệt ghi nhận sự quan tâm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Nam Sách đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện nói chung và trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi nói riêng, và đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong huyện cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trường thực hiện tốt công tác giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, trong không khí cả nước đang hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi lời tri ân tới các thế hệ nhà giáo lão thành, các thầy cô giáo qua các thời kỳ và các đồng chí cán bộ công tác trong ngành giáo dục. Xin được cảm ơn những cống hiến quý báu của các thầy các cô đối với sự nghiệp chồng người cao quý. Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Tin tưởng rằng với lòng nhiệt tình, tâm huyết, sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ giáo viên và truyền thống hiếu học của nhà trường, cùng với sự quan tâm có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong huyện, chắc chắn phong trào thi đua dạy tốt, học tốt
của thầy và trò trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi sẽ ngày càng phát triển. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc thầy và trò trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, chắc hẳn trong những tháng của trong những ngày của tháng 11, các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi không khỏi bồi hồi xúc động, xao xuyến nghĩ về nghề mà mình đã lựa chọn, một nghề giản dị mà thanh cao, chân thành mà sâu sắc, và càng thấy tự hào hơn khi được công tác giảng dạy tại ngôi trường đạt chuẩn quốc gia có bề dày truyền thống gần 40 năm. Cột mốc thời gian đó đủ để mỗi thế hệ thầy trò trong nhà trường có thể chiêm nghiệm về quãng đời vinh quang mà mình đã cống hiến được những gì cho sự nghiệp giáo dục. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời thầy Phan Thế Chiến, tổ trưởng tổ toán tin, thay mặt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh yêu quý. Hàng năm, cứ mỗi độ thu qua đông về, tiết trời se lạnh, chúng tôi lại ngập tràn trong cảm xúc ấm áp, hạnh phúc kỷ niệm ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhưng năm nay, cảm xúc này thật lạ, niềm hạnh phúc này cũng thật khác và niềm vui này cũng thật nhiều. Nó được nâng lên gấp bội bởi lẽ trong ngày này, chúng tôi không chỉ được nhận những bông hoa tươi thắm, những vần thơ hay, những ca từ đẹp, những lời chúc mừng, lời tri ân từ tận đáy lòng của các em, mà chúng tôi còn cảm thấy rất đỗi tự hào. Tự hào vì ngày hôm nay trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đó là thành quả mà thầy và trò nhà trường đã ra sức phấn đấu, nỗ lực trong suốt nhiều năm qua. Với thành quả đó, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, lòng nhiệt huyết để yêu nghề, yêu trường, yêu lớp và yêu các em học sinh nhiều hơn. Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi được công nhận đạt chuẩn quốc gia là một sản phẩm tinh thần, là món quà rất có ý nghĩa, động viên các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Với vinh dự lớn lao này, thay mặt cho tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy đảng, chính quyền, quý vị đại biểu đã quan tâm giúp đỡ, động viên, khích lệ và tạo điều kiện để nhà trường có được vinh dự như ngày hôm nay. Cuối cùng, xin chúc quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo có nhiều niềm vui trong sự nghiệp chồng người. Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Quá trình phát triển của trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi trong 37 năm qua có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ học sinh. Trong 37 năm ấy, lớp lớp thế hệ học trò đã không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện để tạo nên bề dày truyền thống của nhà trường. Từ mái trường thân yêu này, nhiều học sinh đã trưởng thành và hành trình trên khắp mọi lẻo đường của Tổ quốc. Và cùng với nhịp thời gian, họ càng tô thắm thêm cho trang sử vàng truyền thống của nhà trường. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Hoàn, cựu học sinh khóa 1983-1986, đại diện cho các thế hệ học trò nhà trường lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời chị. Thưa các thế hệ thầy giáo, cô giáo, thưa các anh, các chị, các bạn, cựu học sinh cùng các em học sinh trường phổ thông Trung học Mạc Đĩnh Chi thân mến. Hôm nay trong không khí vui mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trường đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia, em thật xúc động xen lẫn tự hào khi được vinh dự đại diện cho thế hệ cựu học sinh của trường phổ thông Trung học Mạc Đĩnh Chi phát biểu những cảm xúc của mình trong buổi lễ trang trọng này. Lời đầu tiên, cho phép em thay mặt toàn thể thế hệ học sinh trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, về trường hôm nay, mỗi chúng em ai ai cũng nâng nâng cảm xúc khó tả như mới về kỷ niệm ký ức của một thời đẹp nhất, trong sáng nhất của đời mình. Cảm nhận đầu tiên của chúng em là sự phát triển, trưởng thành vượt bậc của nhà trường. Kính thưa quý thầy cô giáo, nếu quá khứ là điểm tựa để tương lai vững bước, thì mái trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi mãi là điểm tựa giúp chúng em trưởng thành vững bước trong cuộc sống. Tự hào về ngôi trường thân yêu của mình, chúng em xin hứa sẽ sống tốt, sống hữu ích để xây dựng quê hương, phục vụ Tổ quốc và luôn hướng về trường xưa.
Với tấm lòng tươi nguyên, chúng em sẽ là những lớp học trò xứng đáng với những gì mà thầy cô đã ân cần dạy bảo và yêu thương. Cuối cùng, cho phép em thay mặt toàn thể thế hệ cựu học sinh trường phổ thông trung học Mạc Đĩnh Chi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh nhà trường mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo luôn giữ mãi tình yêu nghề trong trái tim mình. Chúc mái trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển, xứng đáng với danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoàn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến. Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón bằng công nhận trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi đạt chuẩn quốc gia hôm nay diễn ra trong một không khí trang trọng, ấm áp, tạo niềm vui và động lực lớn cho thầy và trò nhà trường. Nhà trường đã được đón nhận những tình cảm quý báu của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp, các cựu học sinh và nhân dân huyện nhà, các thế hệ cán bộ giáo viên nhà trường và học sinh nhà trường đến dự chung vui. Sau đây, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Trần Thế Thủy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu cảm ơn và bế mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời thầy. Thay mặt cho Đảng bộ, ban lãnh đạo cùng toàn thể các thầy trò nhà trường, tôi xin lĩnh hội những ý kiến quý báu của đồng chí và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đoàn đại biểu đại diện cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sở giáo dục và đào tạo, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nam Sách đã đến dự chung vui, chỉ đạo và động viên thầy trò nhà trường trong buổi lễ. Xin trân trọng cảm ơn các đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể, các trường học. Cảm ơn đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã, đoàn đại biểu đại diện cho ban quản lý đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi, đoàn đại biểu nguyên là lãnh đạo cán bộ giáo viên nhà trường nay đã nghỉ hưu, các nhà doanh nghiệp, các bậc phụ huynh học sinh, các công ty, các thế hệ cựu học sinh nhà trường đã đến chung vui và chúc mừng nhà trường. Cảm ơn các phóng viên đài báo đã đến đưa tin tuyên truyền trước và sau buổi lễ. Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc buổi lễ. Xin trân trọng cảm ơn. Một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca kiên tặng thầy. Nhưng món quà bé nhỏ đơn sơ, nhưng chưa trải niềm kinh yêu vô bờ. Như dòng suối hồng.